Cách dùng lại cứ để giữ ấm, tắm trắng, trị mụn, xóa nếp nhăn, giảm mỡ bùn, không biết thì phí phạm. Ngải cứu không chỉ là vị thuốc nam tốt cho sức khỏe, mà còn có tác dụng kích thích da trắng. Trong ngải cứu có một số hoạt chất giúp tiếp xúc, tuần hoàn, máu toàn thân. Nhờ vậy, có thể cải thiện quá trình trao đổi chất, giúp cho da được nuôi dưỡng tốt, vết thương lâu lành và nhanh lên da non. Ngải cứu còn có tác dụng phân giải chất béo, loại trừ những cặn bã bám trên da, nên nó là chất làm sạch da rất tốt, đặc biệt với những người có da nhờn. Mặt khác, ngải cứu còn giúp giữ ẩm, nên cũng có tác dụng rất tốt với những người da khô. 1. Uống để trắng da mặt. Dùng 25g lá ngải cứu khô, nấu với 1 lít nước. Đậy kín nồi, đun lửa, cho sôi. Tiếp đó giữ lửa nhỏ thêm 20 phút. Dùng vải xô lột lấy nước uống, rót sạch vào lọ sạch để lau khô, cất trong tủ lạnh dùng dần. Nếu không có tủ lạnh, hàng ngày chỉ dùng 50g ngải cứu khô, nấu với 200ml nước, dùng hết trong ngày. Ngải cứu còn có tác dụng phân giải chất béo, loại trừ những cặn bã bám trên da, nên nó là chất làm sạch da rất tốt, đặc biệt với những người có da nhờn. Ngải cứu giúp giữ ẩm nên cũng có tác dụng rất tốt với những người da khô. 2. Tắm trắng và ngải cứu. Lấy một nắm lá ngải cứu tươi, đun chín nhừ và lấy vải mỏng đập lấy nước bỏ bã đi. Mỗi ngày sau khi tắm xong, bạn lau khô người và thoa một lượt nước lá ngải cứu lên da, massage khoảng 5 đến 10 phút rồi tắm lại bằng nước sạch. Có thể nấu nhiều nước và cho vào ngăn mát tủ lạnh dùng nhiều ngày. Ngải cứu rất dễ tìm kiếm trên dân gian, nên đây là cách tắm trắng hiệu quả bằng thảo dược cực dễ để thực hiện. 3. Thải độc tố làm đẹp da. Bạn cũng có thể lấy lá ngải cứu tươi đun kỳ phát chắc uống, hoặc có thể sao khô cho vào lọ để pha uống dần như pha chè. Trà ngải cứu rất tốt cho cơ thể, nhưng bạn cũng không nên dùng quá nhiều. Mỗi ngày chỉ nên pha một chén nhỏ và uống khoảng 200ml nước ngải cứu. Nếu thấy chọc đáng quá khó uống thì có thể cho thêm chút đường cho dễ uống. Cách sao khô: ngắt lấy thân và lá ngải cứu, rửa thật sạch bụi bặm bằng nước ấm, nên phơi chỗ có bóng che cho khô từ từ. Sau đó chặt nhỏ, sao từ nắm trong chảo hay nồi đất, cho vàng và có mùi thơm, để nguội rồi cất vào trong lọ đậy kín. 4. Tẩy tế bào chết với bã ngải cứu. Không cần đến những loại kem tẩy tế bào chết đắt tiền. Khi đun ngải cứu, lấy nước rửa mặt hoặc nước uống, bạn đừng bỏ phần bã đi, mà hãy dùng nó để chà sát nhẹ nhàng khắp bề mặt da. Đây là phương pháp giúp tẩy lớp tế bào chết, làm mềm vùng da sần sùi và chai sạn, giúp huyết mạch lưu thông và làm dịu vết thương. 5. Tắm lá ngải cứu. Nhiều chị em và cả trẻ nhỏ rất hay bị mụn ở lưng. Để trị rôm sảy, có thể dùng lá ngải cứu vỏ nát hoặc xay nhuyễn hoặc cùng với nước và tắm trắng hàng ngày. Sau một tuần, chắc chắn rôm sảy sẽ hết. 6. Trắng da, trị mụn trứng cá. Lấy lá ngải cứu tươi rửa sạch rồi giải nhuyễn đắp chúng lên mặt. Để khoảng 20 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước mát. Trong khoảng thời gian này, ngải cứu có tác dụng kích thích lưu thông, tuần hoàn máu, tắm hút sạch các chất nhờn từ da và giúp làn da có thêm độ ẩm mới, tái tạo bề mặt da. Đắp mặt nạ ngải cứu 1 đến 2 lần một tuần, đều đặn trong một thời gian, sẽ cho bạn làn da mịn màng, trắng hồng và không còn mụn trứng cá. 7. Cách làm giảm mỡ bụng bằng muối rang kết hợp với ngải cứu. Ngải cứu và muối rang đều là những bài thuốc đông y rất tốt. Đây là một cách làm rất đơn giản bạn có thể tham khảo và áp dụng. Chuẩn bị 1 ký muối, 1 bó ngải cứu, 1 chiếc khăn hay 1 mảnh vải dày. Cách làm: đem ngải cứu rửa sạch để cho khô. Cho ngải cứu lên bếp rang cho đến khi ngải cứu chuyển màu. Sau khi rang ngải cứu chuyển màu, bạn cho muối hạt đã chuẩn bị sẵn cho vào rang cùng 3-5 phút cho đến khi hỗn hợp chuyển sang màu vàng đen. Bản đồ hỗn hợp đã thu được vào một chiếc khăn dày và gói lại, sau đó chườm nhẹ lên bụng một cách nhẹ nhàng. Hơi nóng từ muối rang tỏa ra sẽ giúp làm tăng mỡ thừa ở bụng. Bạn hãy thực hiện cách này khoảng 1-2 lần mỗi ngày sẽ khá hiệu quả.